บาดជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Sayings and Proverbs one more time Sayings and Proverbs in Khmer bọt tha Sayings and Proverbs ថ្ងៃនេះដែរពួកយើងទៅសិក្សាបន្តទៀតណាតទៅពីវីដេអូមុនណាអូខេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងទៅយើងទៅមើលឃ្លាបន្តទៀតគឺដាក់ថាយ៉ា number 16 A life without love is like a night without star without part of speech preposition Yeah, part of speech noun in Khmer bọt tha. Yeah, vì trời của bạn, vì có dục của bạn. Ok, chẳng ai. Vậy mùi nào của bạn đấy. Ok, chẳng. Tiếp tỏ tiếp anh tha. Star. Yeah, one more time. Star. Yeah, chẳng biết star là part of speech noun in Khmer bọt tha. Yeah, đà ra, vì có cài. Ok. Next, tỏ tiếp. Ok, number 17. Tiếp đọc rằng bây giờ anh tha. Yeah. As you make your bed, so you must lie on it. Yeah, one more time. Đang tiếp. As you make your bed, so you must lie on it. Yeah, in Khmer bọt tha. Yeah. Nó nà thơ nẹ nụ tổ tùl. Ok. Nhưng tôi mới bị nụ mùi tèm ở đó. Ok, chẳng bị tôi mới nhận thá. Make. Yeah, one more time. Make. Yeah, chẳng bị tôi mến part of speech verb in Khmer bọt tha. Yeah, thơ nà. Ok. Vì khá là những ai bọt tha bóng cao của bạn là nà. Make nâng. Ok. Next verb, bị tỏ tiết cho anh thá. Bad. Yeah, one more time. Nói tiết. Bad. Yeah, chẳng bị tôi bad nâng. Part of speech noun in Khmer bọt tha grè nè, ok, grè là dương kỳ nhé nè, ok. Ok, next word, chúng ta bị bật tỏ tiết cho anh tha lie, yeah, one more time, lie, yeah, chẳng biết ta lie, part of speech verb in Khmer bọt tha, yeah. Đây sẵn thân nè, ok, đây sẵn thân rồi, kỳ sẵn thân hay chẳng á nè, ok. The last word, chúng ta bị trong cây kỳ cho anh tha must, yeah, one more time, must, yeah, chẳng biết ta must, part of speech verb in Khmer bọt tha, yeah. Trâu tài nè, ok. Next, tỏ tiết. Ok, chẳng. Yeah, number 18, thì đọc rằng bấy anh thá, yeah. Anything put in someone's care is considered as his debt. Yeah, one more time, đọc tiết. Yeah, anything put in someone's care is considered as his debt. Yeah, in Khmer bọt thá. Yeah, bà nhá sma nâng bòm nờ nè, ok. Bà nhá sma nâng bòm nờ nè, ok. Okay, chẳng từ mới bị được một không khí đang tạm đó. Ok, chẳng bị từ mới anh thá care. Yeah, one more time đồng tiết care. Yeah, chẳng bị ta care part of speech noun in Khmer bọt thá. Yeah, ca dục cho tục đã rồi có ca thai tồm nè, rồi có ca thai để sai chẳng nè. Ok, next word mới bị đó tiết anh thá consider. Yeah, one more time consider. Yeah, chẳng bị consider part of speech verb in Khmer bọt thá. Yeah, cho tục chì nè. Ok, next bị đó tiết anh thá debt. Yeah, one more time. Debt. Yeah, chẳng biết debt some part of speech noun in Khmer bọt tha. Yeah, bom nol nè. Ok. Next, tao tiết. Ok, the last word chúng mới bị trong cái kia như anh thá. Yeah, anything. Yeah, one more time. Anything. Yeah, in Khmer bọt tha. Yeah, vầy mùi nè. Ok. Next, tao tiết. Yeah, number 19 chúng mới tìm đọc rồng 4 như anh thá. Yeah. A man without knowledge is like a ship without rudder. Yeah, one more time, đoàn tiết. A man without knowledge is like a ship without rudder. Yeah, in Khmer bọt tha. Yeah, mnu đai khmien vị chia priep đoi nung nia vi đai khmien chọ khmien chọng cột na. Okay. Khai jeung te mơ piet ni muoi muoi te mọ te mđong. Okay. Injeung piet ti muoi a tha knowledge. Yeah, one more time. Knowledge. Yeah, injeung piet knowledge part of speech noun in Khmer bọt tha chamnah dang na. Okay, jeung aich bọt tha chamnah dang ko ban, chamnah vị chia ko ban na. Okay. Next to tiet. Okay, piep to tiet a tha ship. Yeah, one more time. Ship. Yeah, chẳng biết ship part of speech noun in Khmer bọt tha. Yeah, navy thì có cặp bà. Okay.
Okay, next to teach and have to teach and have rather. Yeah, one more time. Rather. Yeah, chẳng bị rather part of speech noun in Khmer bỏ thái trong cột. Okay, next to teach. Yeah, number 20, tìm phơi như anh thái. Yeah. A wise man is always a good listener. Yeah, one more time. Don't teach. A wise man is always a good listener. Yeah, in Khmer bỏ thái. Yeah. Mà nụ xa tay anh ta phụ cải sạp. Okay, next to teach. Okay, chẳng như tôi mơ bị được mùi nông khuyên nâng này mà đó. Okay, chẳng bị tìm mùi anh thái. Wise man, yeah, one more time. Wise man, yeah, chẳng bị a wise man part of speech noun in Khmer bỏ thái mà nụ xạp. Okay, next to teach. Anh thái listener, yeah, one more time. Listener, yeah, chẳng bị thái listener part of speech noun in Khmer bỏ thái nè sạp. Okay, next to teach. Yeah, number 21, team play mối cho anh thái, yeah. A man who makes no mistake does not usually make anything. Yeah, one more time, don't it? Yeah, a man who makes no mistake does not usually make anything. Yeah, em khám bỏ thái. Yeah, mà nụ đá, mình thua bởi sót, cứ chìa mà nụ đá khuyên cầm hồ nó, ok? Chẳng, ôi ta, nụ nào khi nào ọt đá thua ấy, cứ mình khó tì, nó khó tà nhạc thua thì, ok, next to it. Ok, chẳng bị tìm mua những anh thái mistake. Yeah, one more time. Mistake. Yeah, chẳng bị a mistake part of speech noun in Khmer bỏ thái cầm hồ nè. Ok. Next, to tiết, những anh thái usually. Yeah, one more time. Usually. Yeah, chẳng bị thái usually part of speech adverb in Khmer bỏ thái. Yeah, chia thò mà đà nè. Nhưng anh bỏ thái chia thò mà đà thì có chia rì rì chẳng nè. Ok. Next, to tiết. Yeah, number 22, tìm một phê phí những anh thái. Yeah. Ambition makes people diligent. Yeah, one more time. Ambition makes people diligent. Yeah, in Khmer bỏ thái. Yeah, mà hãy chúng ta thua ai mà nụ phát khóm bằng bằng. Ok. Ok, chẳng như tôi mới bị này mùi này không clean này mà đó. Ok, chẳng bị tôi mới dạng thái. Ambition. Yeah, one more time. Mà đầu tiết. Ambition. Yeah, in Khmer bỏ chẳng biết ambition nó phải là speech noun in Khmer bỏ thái mà hãy chúng ta. Ok. Next. Ok, chẳng biết tôi tiết cho anh thái. Diligent. Yeah, one more time. Diligent, yeah, chẳng biết diligent part of speech adjective in Khmer bỏ thái. Yeah, đá khách khóm bằng bằng, ok. Next, to tiếp. Yeah, number 23, tìm phải bấy cho anh thái. Yeah, cho anh thái, yeah. All beginning is difficult. Yeah, one more time. All beginning is difficult. Yeah, in Khmer bỏ thái. Yeah, rồi ca chạp đàm thì ốc hư sốt tái lũng bạc, ok. Okay, chẳng chứ mơ bị thêm mũi cho anh thái. Beginning, yeah, one more time. Beginning, yeah, chẳng biết beginning part of speech noun in Khmer bỏ thái. Yeah, ca chạp đàm, ok. Next, tiếp tỏ tiết cho anh thái. Difficult, yeah, one more time. Difficult, yeah, chẳng biết difficult part of speech. Yeah, adjective in Khmer bỏ thái. Yeah, đá lũng bả, ok. Next, tỏ tiết. Yeah, number, yeah, 24, tìm phải buôn cho anh thái. Yeah, a good heart is more precious. Precious. Okay, next to this number 24, tìm phải buôn cho anh thái. Yeah. A good heart is more precious than gold. Yeah. Yeah, again, đoạn tiết. Yeah. A good heart is more precious than gold. Yeah, in Khmer bỏ thái. Anh chặt lo vì miền đầm lái chiếng, miền quách tới tiền. Okay. Okay, chẳng bị tìm buôn cho anh thái. Yeah, heart. Yeah, one more time. Heart, yeah, chẳng biết ta heart xong part of speech noun in Khmer bỏ thái. Yeah, xong đàn chật nha, ok. Next, to tiết. Cái tiếp to tiết cho anh thái. Precious, yeah, one more time. Precious, yeah, chẳng biết ta precious xong part of speech adjective in Khmer bỏ thái. Yeah, đa miên đồng lầy nha, ok. Next, to tiết. Cái chẳng bị trong coi cái cho anh thái. Goal, yeah, one more time. Goal, yeah, chẳng biết ta goal part of speech noun in Khmer bỏ thái. Miên vậy nhất. Ok, next, to tiết. Yeah, number, yeah, 25. Tìm một phẩy bám cho anh thái. Yeah, a wise man may sometimes play the fool. Yeah, one more time. Ok, next, to tiết. Yeah, number 25. Tìm phẩy bám cho anh thái. Yeah, a wise man may sometimes play the fool. Yeah, one more time, đồng tiết. A wise man may sometimes play the fool. Yeah, in Khmer bỏ thái. Yeah. Mình đủ chát bê khát với chỉ là ngùng đó, ok. Cảnh chứng nằm một bị tìm mũi anh thái, yeah. Fool, yeah, one more time. Fool, yeah, chứng bị ta fool part of speech noun in Khmer bỏ thái là ngùng được gọc lừa, chẳng là bị lừa, ok. Next word, bị tỏ tiết cho anh thái. Play, yeah, one more time.
play dạng chẳng biết play part of speech verb in khmer bọt thá lên nè ok lên thì có thử chia chẳng hạn ok next to tiết yeah, number 26 thì mà play bởi mỗi anh thá yeah. After rain comes fair weather yeah one more time after rain comes fair weather yeah in khmer bọt thá yeah cào phiêng mịt nắng sờ lạ nè cảnh chẳng biết thì mỗi anh thá rain yeah one more time rain yeah chẳng biết là rain part of speech verb in khmer bọt thá yeah phiêng nè ok next to tiết okay, people thought it was weather. Yeah, one more time. Weather. Yeah, just be a weather part of speech noun in Khmer Bota. Yeah, akas thiệt na. Okay. Next. Okay, the last word. Move to your cry. Get fair. Yeah, one more time. Fair. Yeah, just be the fair part of speech adjective in Khmer Bota. Yeah, so la di go. Okay. Next. Thought it. Yeah, number. Yeah, 27. Team of play from B. Yeah. All bad flesh smells alike. Yeah, one more time, one more time. All bad flesh smells alike. Yeah, in Khmer bọt thá. Yeah, krop na chnang nang na, okay? Okay, chẳng biết thì mùi anh thá bad. Yeah, one more time. Bad. Yeah, chẳng biết thá bad. Had a speech adjective in Khmer bọt thá. À, krop na, okay? Next, tiếp tỏ tiết anh thá. Flesh. Yeah, one more time. Flesh. Yeah, chẳng biết flesh had a speech noun in Khmer bọt thá. Yeah, sạch mà nụ nè, okay. Next, đó tiết anh thá. Smell, yeah, one more time. Smell, yeah, chứng biết smell part of speech noun in Khmer bọt thá. Clần, okay. Okay, the last word, mưa bị trong cái kia như anh thá. Alike, yeah, one more time. Alike, yeah, chứng biết alike part of speech adjective in Khmer bọt thá. Đổi clear, nè, okay, we smile, be the same, nè, okay. Next, đó tiết. Okay, number 28, thì mà pay làm bấy như anh thá, yeah. All fit treat not in one shoe. Yeah, one more time. All fit treat not in one shoe. Yeah, in Khmer bọt thá. Yeah, dương mình ái góp chất mà nút bán cực nỉa tì ná, okay. Okay, chẳng biết tìm mùi anh thá. Food. Yeah, one more time, đầu tiếp. Food. Yeah, chẳng biết tìm food some part of speech noun in Khmer bọt thá. Yeah, trường ná, okay. Mà ta được không khi sạch bỏ dương đã phỉnh ná, bên đây chìa chỉ plural nè, chỉ phụ vậy cho nè, ok, một tay với ai vậy cho nè như anh ta food nè, đó tới chỉ plural như anh ta fit nè, ok next, tỏ tiết như anh ta, biểu tỏ tiết như anh ta shoe, yeah, bọn một tháng shoe, yeah, chắc biết là shoe, part of speech noun in my bộ tháng yeah, spike trường nè, ok, spike trường khổ lục vậy chẳng nè, ok next, tỏ tiết yeah, number 29, chìm phần vốn như anh ta, yeah after a storm comes, a calm, yeah, bọn một tháng after a storm comes a calm. Yeah, in Khmer bọt thá. Yeah, bọn tỏ bị khó chú. Yeah, bọn tỏ bị khó chú. Mấy nắng. Yeah, ngọt bình. Yeah, okay. Okay, chẳng như tụi mưu tụi sạc xa bị này mùi này khăn ông khá lý nâng tay mà đó. Okay, chẳng biết tìm mùi như anh thá. Storm. Yeah, bọn một thám. Storm. Yeah, chẳng biết storm part of speech noun in Khmer bọt thá khó chú. Yeah, okay. Next, tỏ tiết. Okay, people tỏ tiết cho anh thá. Calm. Yeah, bọn một thám. Tỏ tiết. Calm. Yeah, chẳng biết calm part of speech adjective in Khmer bọt thá. Yeah, ngọp, ngắn. Okay. Okay, next, tỏ tiết. Yeah, number 30. Thì xa em sắp cho anh thá. Yeah. All happiness is our mind. Yeah, bọn một thám. Tỏ tiết. All happiness is our mind. Yeah, in Khmer bọt thá. Yeah. Đây sọc sạp bái. Ví dụ thật là lưu chất là bỏ dường. Okay.